Chào Nị. Nị, Nị có bao giờ thấy mấy con cào cào nè rồi con cá làm bằng lá dừa như vậy chứ Nị? Người sáng tạo ra mấy tác phẩm dễ thương này á là bác Lê Minh. Bác trước đây á từng là họa sĩ nhưng mà sau đó do lớn tuổi á, mắt mờ nên bác phải dừng vẽ tranh và chuyển sang nghề làm cào cào châu chấu bằng lá dừa nước như vậy nè để bán và phụ giúp vợ lo cho con cái. Vậy á, mà bác cũng đã gắn bó với cái nghề này 16 năm nay rồi đó Nị. Hằng ngày á cứ tầm 8 giờ là bác sẽ có mặt ở điểm bán đến khoảng 12 giờ trưa, rồi cứ một ngày bán nè, một ngày nghỉ để chuẩn bị vậy đó. Thì theo bác nói á, công việc này á, nó không chỉ mang lại thu nhập cho bác mà nó còn giúp bác cảm thấy á, bản thân có ích và còn có niềm vui để sống. Kiểu bác bán vậy á, mà được ai khen đẹp á, là bác mừng lắm nha. Nhờ vậy á, mà sức khỏe bác á, cũng vẫn tốt và vẫn cảm thấy yêu đời dù năm nay bác gần 70 tuổi rồi đó nị. Thì theo nhiều bạn comment bên dưới cái bài viết này á, thì bác hay bán ở cái góc đường Lê Đại Hành với đường 3 tháng 2 đối diện Lotte á nị. Có vài bạn thì thấy bác ở ngã tư Võ Thị Sáu với Hai Bà Trưng trước Highland Coffee á. Thì á cô cũng không biết là hiện giờ bác bán ở đâu nữa. Nhưng mà nếu có dịp gặp bác á thì mị nhớ ủng hộ bác nha. Rồi nhớ khen nếu mà thấy mấy tác phẩm của bác làm đẹp cho bác vui nha nị. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.